là địa phương được dự báo sẽ chịu sự đổ bộ trực tiếp của bão Doksuri, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Phúc Kiến miền Đông Nam của Trung Quốc đã quyết định nâng mức ứng phó khẩn cấp với cơn bão này lên cấp 1, tức là mức cao nhất vào lúc 9 giờ sáng ngày 27 tháng 7, sau khi cơ quan khí tượng dự báo là nhiều khả năng bão Doksuri sẽ đổ bộ vào bờ biển từ Tấn Giang đến Đông Sơn thuộc tỉnh này dưới dạng siêu bão trong sáng ngày hôm nay. Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc dự báo là Doksuri có thể là một trong ba cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Phúc Kiến kể từ năm 1949, với lượng mưa và sức gió có thể tương đương, thậm chí là vượt cả bão Meranti vào năm 2016 từng làm 44 người thiệt mạng hoặc là mất tích. Không chỉ Phúc Kiến, dự báo là hơn 10 tỉnh thành ở Trung Quốc sẽ chịu ảnh hưởng của bão Doksuri. Do vậy, sáng ngày 27 tháng 7, cơ quan khí tượng Trung Quốc đã tiếp tục duy trì cảnh báo màu đỏ, tức là mức cao nhất đối với cơn bão này. Doksuri cũng được chính quyền tỉnh Quảng Đông dự báo có thể là cơn bão mạnh nhất đổ bộ hoặc là ảnh hưởng nghiêm trọng đến một phần của tỉnh này trong gần một thập kỷ qua. Cơ quan đường sắt Quảng Đông đã đình chỉ hoặc là điều chỉnh một phần hoạt động của các tuyến đường sắt từ thứ Tư cho đến hết ngày Chủ nhật. Các hoạt động đông người trong nhà và ngoài trời cũng như là các hoạt động ngoài trời nguy hiểm đã bị đình chỉ.